Rồi lạ lắm cả nhà. Dán mà khoanh nhân mũi không ăn nữa, ăn hết một khoanh nhân mũi vậy để gì mà buông cho nó ăn hết. Cho đến hết, cho đến hết luôn. Đó, khoanh nhân mũi cả nhà. Khoanh nhân mũi để đó. Cứ 2 giờ tôi tối cho chặt giặt xuống tối tối giờ này nè. Là nó tụ lên nữa. Dán mà ăn nhằn mũi.